làm chút giường nè cả nhà. Giờ vô làm đồ ăn nha. Ốc vô vàng mà chưng với trứng muối cả nhà ăn chưa? Chưa thì vô làm cùng mình nha. Mớ ốc này mình bắt với ao, sau đó mình ngâm ớt cho nó ngã bớt sình nè. Bây giờ mình bắt lên luộc với xả nè cả nhà. Đây là bữa nay mình để ra cả nhà ơi. Đang để con ốc đắng ở đây nè. Để ăn ốc đắng giỏi quá. Cái gì? Vậy lấy ra anh đây. Đắng. Ốc vui vàng. Mình sẽ chuẩn bị một ít thịt với ốc vui vàng mà mình làm sạch rồi nè. Đây. Hai cái trứng vịt lạc. Hai trứng vịt muối. Vịt muối này là mình tự muối nhà luôn á cả nhà. Tới mùa trứng nè nên mình muối ở nhà luôn. Thịt với ốc sau khi xay thành bỏ vô nè. Giờ mình bỏ hai cái trứng muối với ba cái hột vịt lạc vô, mình trộn đều lên nè. Đánh thiệt đều lên rồi sau đó mình nêm nếm gia vị. Mình nêm vô đây ít đường với ít bột ngọt, tiêu thôi cả nhà. Tại vì trứng muối nó mặn sẵn rồi đó. Mình dằn lại cho nó vừa ăn lại cả nhà ơi. Xong á thì mình đem lên á, mình chia ra mình hấp. Ai chưa ăn thì làm thử một lần ăn đi. Một ai mà muốn đẹp thì chừa vài cái chồng đỏ của cái trứng vịt lại nha. Chút xíu nữa khi mình hấp xong á thì mình có thể quết lên mặt nó. Nhìn thấy nó đẹp nha, giống như là mắm chưng vậy đó cả nhà. Giờ mình đậy lên. Chưng ở đó cỡ 15-20 phút nó mới chín cả nhà, chưng hơi lâu. Giờ ra ra đây mình chuẩn bị ít rau nè, mình luộc cả nhà. Đây cái nồi đây mình sẽ bắt lên mình. Bữa nay mình sẽ luộc một ít đậu bắp với một ít bông bầu bí đồ nè mình ăn chung cả nhà. Bông bầu bí. Rau luộc, chấm chào, ốc. Ăn cơm cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình cả nhà ơi. Ngon quá. Nhìn nó cũng chào. Cám à, chào à. Con bầu con mớp nè. Nào bé. Nè. Ngon quá. Được quá. Đây, cả nhà. Ốc chưng hột. Ốc mà chưng với hột vịt muối á, ăn sực sực á. Nó nói em quá ngon cả nhà. Còn mò đột mớp chứ đột bầu á, nó đã non rồi mà chấm thêm chao nữa. Quá đã. Thôi bây giờ mình đến đây xin kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa thật vui vẻ. Bye bye.